quay hết rồi. Quay hết rồi. Ngồi lên, ngồi lên. Chẳng mơ mất cả. Thôi im đi. Chính là của chúng ta bây giờ đang dừng chân để ăn sáng. Đi núi lừa. Bây giờ là 8 giờ không không. Ở đây là quán bún bò nổi tiếng ở đây. Sơn Xảo. Quán bún bò Sơn Xảo. Bún bò Sơn Tiến. Bún bò đâu đó. Bún bún Huế, bún Huế. Bún Huế Sơn Xảo. Đứng ở đây. Cuộc hành trình du lịch ta gồm có 8 thành viên. Gia đình Phương và gia đình Dũng. Quay đó là thành viên nhà du lịch chú Dũng. Đây là Minh Chí. Minh Chí. Minh Chí. Tiếng Anh. Rồi, cắt phải xoay ngược lại. Ồ. Đây là bún gì đây? Bún giò heo. Bún giò heo rất là ngon. Ngon ngon mà ngon. Gồm 3 cái trứng cút. Quay cái tôi đi. 3 cái cục thịt. Ồ, rất là ngon. 3 cái nè, trứng cút, 3 cục thịt. Ngon không Minh, ngon không tiếng Anh? Ngon. Duy, ngon không con? Tuyệt vời. Minh Trí chưa có. Sao con? Minh Trí của Minh Trí đâu? Chút xíu hả? Chút xíu có hả? Chút xíu mới có. Chưa, của Minh Trí chưa có. Rồi. Tắt cái con tôi chị ơi. Tắt cho nào. Quay mẹ. Oh, rất là ngon. Thiếu một tô nữa. Tắt nha.